mình vẫn lang thang ở khu vực của Legoland, thế giới của trẻ thơ, thế giới của những cái Lego. Thì bây giờ mình ở một cái phần khác là người ta giới thiệu về cái đất nước của Đan Mạch. Và bây giờ Linh dắt mọi người đi xem với Linh đất nước Đan Mạch được xây dựng bởi những cái khối hình Lego như thế nào nhé. Đây là một trong những ngôi làng đặc trưng của Đan Mạch. Nhà của Đan Mạch giống như nền Linh đã nói trong những cái clip về Đan Mạch rồi, thì nhà ở Đan Mạch rất là nhỏ, nhỏ hơn Hà Lan của Linh rất là nhiều, vì Linh tưởng ở Hà Lan là đất ít người đông cho nên nhà nhỏ, nhưng mà bên đây nó còn nhỏ hơn nữa nha cả nhà, nhỏ xíu luôn á. Linh mê mấy cái cây này quá đi cả nhà ơi. Họ làm sao mà những cái cây này là không phải là lá giả mà là bonsai lá thật, và rất là đặc trưng luôn, đẹp kinh khủng thật. Những con đường đặc trưng đầy cây và lá của từng vùng, từng miền được xây dựng bởi những nghệ nhân ở Legoland này. Mấy bạn xem mô hình này như thế nào? Thì ở ngoài thiết kế nhà cửa của từng đất nước nó giống hệt như vậy đó cả nhà. Có cả một cái đoàn đi xe đạp. Để Linh quay cái cảnh gia đình trước nha. Nguyên gia đình đây ngồi chắc nướng barbecue nè. Nướng cái kẹo ngọt đó, tự nhiên quên mất cái marshmallow cái gì đó Linh quên rồi. Và đây đoàn người đạp xe. Thấy cưng quá trời cưng luôn á. Rồi một người thì đang chụp hình phía sau. Ghét ơi là ghét. Có tiếng chim kêu. Ồ, cái con bonsai này mọi người thấy không? Công sức biết bao nhiêu mà nói. Nhỏ xíu à. Một cái cổng đi vào nhà đây. Cái nhà này là nằm gần cái biên giới của Đan Mạch và Đức. Chỗ này là đường ray xe lửa, Linh không có đi qua được rồi. Nhưng mà ở đây thì cây xanh thôi, mình đi qua phần khác mình xem nhé. Thank you.
Imaginary village is a people.
Samantha, jesteś nie czerwony. Cały czas się. Cả nhà, Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu mọi người thích hãy share, like và subscribe cho Linh nhé. Bây giờ mình đi tiếp cái phần khác cũng trong Legoland và trong khu vực ở cái khu vực mô hình Madura Dam của Đan Mạch. Gặp lại các bạn sau.